Cách chọn ổ cứng SSD, nói ngắn gọn, dễ hiểu, không cần phức tạp. Ổ cứng SSD hiện tại có hai loại chính, dựa trên cổng kết nối. Một là SSD dùng cổng SATA, hai là SSD dùng cổng M.2. Loại SATA thì sao? Nó bị giới hạn bởi chính cái cổng và chuẩn chuyển dữ liệu cũ kỹ, nên tốc độ đọc ghi thường chỉ quanh 500-600MB mỗi giây. Hiện nay, loại này gần như đã hết thời, bị SSD M.2 thay thế gần hết rồi. Còn SSD M.2 thì được chia tiết theo hai yếu tố chính. Một là tốc độ chuyển dữ liệu, gồm các chuẩn PCIe 3.0, PCIe 4.0 và PCIe 5.0. Hai là cấu trúc bộ nhớ, có loại có KC và không có KC. Về tốc độ, bạn đừng quá quan tâm mấy con số, đọc 7.000, ghi 10.000MB mỗi giây trên bao bì, phần lớn là số đẹp để làm màu, chứ trải nghiệm thực tế không như vậy đâu. Tóm lại, PCIe 3.0 đủ dùng, PCIe 4.0 đang là xu hướng phổ biến, PCIe 5.0 đắt, nóng, hao điện, chưa đáng mua. Còn về KC bộ nhớ đẹp, nếu bạn không phải dân copy file cỡ lớn mỗi ngày, không phải dân hậu kỳ video 4K liên tục, thì có KC hay không, gần như không tạo ra khác biệt gì lớn. Kiên thủ, dân văn phòng, người dùng phổ thông, xài SSD không KC là hợp lý, giá rẻ mà hiệu năng vẫn ổn.